Kính chào quý vị, chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhận được đơn thư khiếu nại của người dân trong tỉnh với nội dung đường giao thông nông thôn xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con, đề nghị xây dựng hệ thống kênh mương để phục vụ nước tưới cho người dân, thắc mắc liên quan đến tài sản thừa kế. Những nội dung này đã được các địa phương, đơn vị, cơ quan chức năng giải thích và trả lời. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Thưa quý vị, vừa qua, chương trình hộp thư truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhận được thư của ông Ngô Anh Tài và một số hộ dân ngụ tại ấp Thành Sơn 4, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, đề nghị cơ quan chuyên môn xây dựng hệ thống kênh mương dẫn nước từ xã Hòa Bình về xã Phước Tân, giúp bà con có nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Qua đơn phản ánh của các hộ dân, phóng viên chương trình đã đi tìm hiểu sự việc và có ghi nhận sau. Xã Phước Tân có tổng diện tích gieo trồng trên 600 hectare. Tuy nhiên, do không có hệ thống kênh mương phục vụ nước tưới nên bà con không thể trồng được nhiều vụ và chỉ trồng được những cây ngắn ngày cho hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chủ trương xây dựng hệ thống kênh mương thoát nước, dẫn nước từ hồ sông Rây về và đi qua hai xã Hòa Bình, Phước Tân để cung cấp nước tưới phục vụ trong sản xuất nông nghiệp. Người dân vui mừng khi nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương giúp nông dân có nguồn nước tưới để thâm canh tăng vụ, tăng thu nhập trên cùng một diện tích. Nhưng đã hơn 2 năm nay, dự án này vẫn chưa được triển khai, làm ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất của người dân. Bà con mong hệ thống kênh mương sớm được xây dựng để có nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, tránh lãng phí đất vào mùa khô. Hệ thống kênh mương đấy là cái sự mong mỏi của dân là từ lâu rồi, mà sự nhất trí của huyện ủy giống như của ủy ban là cũng nhất trí. Trong đó là có về cái tiêu thụ hàng nước để cho về miền đông lộ, để cho bà con tăng gia sản xuất. Tại vì cái đông lộ, tây lộ thì nước nhiều rồi, nhưng mà đông lộ thì nước quá không có luôn. Thì nguyện vọng của người dân thì trên nhất trí rồi. Tuy nhiên có như cái việc này thì mong mọi cái sự quan tâm của cấp trên để tạo điều kiện cho hộ dân để sinh sống ở đây. Điểm thứ nhất là tăng gia sản xuất để đưa ra có như kinh tế hộ gia đình. Điểm thứ hai nữa để cho bà con để có như để sử dụng nước hợp vệ sinh. Đồng tiền nhất là tiêu đồ cũng nhiều, nhưng mà bây giờ nước đồ thì bây giờ không có, thì cũng nhờ đoàn về tạo điều kiện và giúp đỡ tỉnh để cho nhân dân ở đây coi như là tưới nước để trồng trồng cây nông nghiệp. Nước cũng thiếu nhiều, nếu mà khoáng diện thì có khoáng, nhưng mà bây giờ cái chấp nước không đủ, là cây mà nếu muốn tưới được là bây giờ nó khô. Thành thử bây giờ cũng như cấp lãnh đạo để giúp đỡ tạo điều kiện cho nhân dân. Ủy ban nhân dân xã Phước Tân cho biết để sớm có công trình dẫn nước phục vụ sản xuất nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, xã đã nhiều lần đề xuất với huyện và ngành chức năng. Và năm 2016, huyện đã cử đoàn công tác về khảo sát để xây dựng nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong quá trình sản xuất, bảo đảm thời vụ và năng suất. Đề án mà xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của xã thì có cái về cái hệ thống thủy lợi để phục vụ cho là tưới tiêu của người dân trong cái giai đoạn là 2016-2020. Thì trước đây thì tỉnh chúng ta là có cái đề án về xây dựng cái kênh mương của tỉnh là đi qua cái xã Hòa Bình với xã Phước Tân. Thì nhân dân của xã thì cũng rất là mừng, nhưng mà thực sự thì cái đề án này thì đã có, nhưng mà hiện nay thì chưa thực hiện được. Thì cái này là cũng mong muốn là của chính quyền, của người dân là làm sao mà chúng ta tức là đề nghị với tỉnh là sớm là thi công cái kênh mương mà Hòa Bình của xã Phước Tân để tức là đi vào phục vụ cho người dân trong cái việc là phát triển về sản xuất nông nghiệp, rồi là tăng cái thu nhập của người dân. Tức là dự kiến đầu tư trong cái đề án mà của xã thì khoảng là 50 tỷ đối với trên cái địa bàn của xã, và phục vụ cho là khoảng hơn 600 hecta cây trồng của cái địa bàn vừa đông và tây lộ. Thì cái này thì là một cái
cái kênh mương thì cũng hết sức là cần thiết. Những đề nghị về nước tưới trong nông nghiệp là nhu cầu cấp thiết của người dân. Đồng thời, theo chương trình phát triển nông thôn mới hiện nay, muốn tăng thu nhập cho người dân, các công trình thủy lợi để thâm canh tăng vụ trên cùng một diện tích đất là một trong những ưu tiên hàng đầu. Mong cảnh nông nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương sớm xây dựng hệ thống kênh mương giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, ông Lê Văn Tư, ngụ tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thư hỏi. Trước đây, cậu của ông hứa cho mẹ ông một thửa đất để xây dựng nhà ở đến cuối đời. Sau đó, gia đình ông đã xây dựng nhà cấp 4 để ở và đã canh tác 40 năm trên thửa đất của người cậu. Hiện nay, sức khỏe của mẹ ông suy yếu thì người cậu qua đòi lại thửa đất đã cho mẹ ông. Vậy, ông hỏi người cậu có quyền đòi lại thửa đất này không? Nếu người cậu lấy lại thửa đất, có bồi thường tiền xây dựng nhà cấp 4 cho gia đình của ông không? Xung quanh thắc mắc của ông Tư, luật sư Vũ Thị Phương Thảo, văn phòng luật sư Gia Hân, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trả lời ông như sau. Theo cái quy định của pháp luật đất đai hiện nay, thì tài sản này, tài sản về đất đai thuộc tài sản phải đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. Và để xác lập cái quyền sở hữu này thì người có đất phải có đầy đủ các cái giấy tờ do pháp luật quy định. Khi đó thì người sử dụng đất và người sở hữu nhà nộp tại cơ quan có thẩm quyền để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thì người có tài sản có sẽ được cái toàn quyền quyết định đối với mảnh đất, ví dụ như là tặng cho, thừa kế, thế chấp, cầm cố, và các cái giao dịch này chỉ được xem là hợp pháp khi mà thực hiện đúng các cái quy định thủ tục mà pháp luật quy định. Về việc của ông Lê Văn Tư hỏi thì tôi xin được trả lời với các nội dung như sau. Cái trường hợp mà người cậu của ông tặng cho mẹ ông cái mảnh đất trên và gia đình ông cũng đã sinh sống ổn định hơn 40 năm nay, và tôi cũng chưa có được cái thông tin là đã được cấp giấy chứng nhận hay chưa. Nếu như trường hợp mà mẹ ông đã làm thủ tục sang tên và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cái mảnh đất này là thuộc quyền sử dụng của mẹ ông, và mẹ ông sẽ có toàn quyền quyết định và người cậu sẽ không có cơ sở để đòi lại cái mảnh đất này. Cái trường hợp thứ hai là nếu như cái việc tặng cho quyền sử dụng đất từ cậu ông cho người mẹ của ông chỉ còn là nói miệng thôi, chỉ là một cái giao dịch hứa tặng thôi và không được lập thành văn bản, thì như vậy cái trường hợp này sẽ rất là khó để có cái cơ sở chứng minh là người mẹ đã được tặng cậu tặng cho đất, mặc dù thì cũng đã sử dụng một thời gian. Và như vậy thì đối với các cái giấy tờ về nguồn gốc đất thì vẫn đứng tên của người cậu. Như vậy thì người cậu vẫn có cơ sở để đòi lại cái mảnh đất này. Còn về cái giá trị, cái căn nhà mà ông nói, căn nhà cấp 4 thì có được đền bù hay không, thì cái này thì trước hết là phải được giải quyết trên tinh thần mà hòa giải thương lượng giữa hai bên. Trong trường hợp mà không có thương lượng hòa giải được thì ông có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để được nhờ can thiệp giải quyết. Thưa quý vị, chương trình hộp thư truyền hình nhận được thư của một số hộ dân sống tại ấp 4, ấp 6, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phản ánh về con đường vào ấp 4 và ấp 6 đã nhiều năm nay chưa được sửa chữa nâng cấp, gây khó khăn trong việc đi lại của bà con sinh sống tại khu vực này. Bà con đề nghị ngành chức năng huyện Xuyên Mộc sớm đầu tư sửa chữa để bà con đi lại thuận lợi hơn. Con đường giữa ấp 4 và ấp 6 có chiều dài trên 3 km, được hình thành từ hơn 20 năm nay. Mặt đường lồi lõm, nhiều ổ voi, ổ gà, mưa thì sình lầy, còn nắng thì bụi, gây khó khăn trong việc đi lại. Tôi nói là con đường này là liên thôn, liên xã từ Hòa Bình, Bình Châu. Nhưng bao nhiêu năm nay rồi thì thực tế ra cũng chẳng là ai dòm ngó tới hết. Tôi thấy bây giờ là con đường này nhiều khi là thẳng, nhiều khi tôi cũng rất là mong rằng là chính quyền là cố gắng tạo điều kiện được và sửa chữa hoặc là nâng cấp cái sau đó. Để cho bà con cho dân cư hầu đi, thứ nhất là về cái mùa mưa này là con em học sinh là rất thế thảm, đi xin lầy lội nhiều khi tẻ một cái rồi có gì là buộc phải quay về bỏ học. Con đường là con đường độc đạo của ấp, là chủ yếu là từ không phải là cái tông ấp nữa mà nó gọi là cái đường liên xã,
nên từ chỗ đó là dân họ chủ yếu đường đó họ đi làm ăn vậy là cũng giống như đi sinh hoạt qua bên nhà thờ cũng như đi chờ búa, và nhất là các em học sinh mùa mưa đi rất cực, nhau cái đường nào lầy lội khó rất khó đi, có thể không đi được luôn. Mấy năm nay là do cái lưu lượng xe nó giống tỉnh tại chạy băng đường này rất nhiều xe, xe chở chạy vật liệu xây dựng chạy rất nhiều, một ngày phải cả gần 8 tiếng. Theo ghi nhận của chúng tôi, dù là đường rất nhỏ nhưng xe quá tải trọng lưu thông thường xuyên dẫn đến mặt đường bị cày xới, hình thành nhiều ổ voi, ổ gà. Khi mưa đến, đọng nước gây khó cho việc đi lại của bà con. Trước thực trạng trên, những hộ dân sinh sống tại ấp 4 và ấp 6 đã nhiều lần kiến nghị các ngành chức năng sửa chữa và nâng cấp con đường. Thế nhưng qua nhiều năm, con đường này vẫn chưa được các ngành quan tâm sửa chữa, nâng cấp. Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội cho biết, thực tế con đường đúng như phản ánh của người dân địa phương. Trong thời gian tới, tuyến đường sẽ được nâng cấp sửa chữa theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì cái tuyến đường giao thông liên ấp 46 thì địa phương đã có đưa vào cái lộ trình, cái kế hoạch là đề xuất là nâng cấp nhựa cái đường liên ấp 46 để cho thuận tiện cho các em học sinh cũng như người dân thường xuyên đi lại. Thì cái vấn đề này là địa phương cũng đã có các văn bản, các tờ trình. Thì huyện cũng đã đưa vào cái nguồn vốn của sự nghiệp của huyện. Tuy nhiên là qua quá trình mấy năm nay thì nó cũng đang kẹt vốn. Cho nên hàng năm là xã cũng vận dụng cái duy tu sửa chữa tạm thời cho bà con nhân dân cũng như là các em học sinh đi lại thuận tiện. Bà con sinh sống tại ấp 4 và ấp 6 xã Hòa Hội mong muốn cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc sớm đầu tư nâng cấp con đường, tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện hơn trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất. Quý vị, trong chương trình hộp thư truyền hình phát sóng ngày 13 tháng 5 năm 2018, chúng tôi có bài viết về việc 9 hộ dân sinh sống tại thôn Phước Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành phản ánh vị trí đặt trụ điện của đường điện trung thế lấn chiếm phần diện tích đất trồng trọt của các hộ dân, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của người dân. Người dân kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm di dời các cột điện để bà con thuận lợi hơn trong sinh hoạt và sản xuất. Xung quanh phản ánh của bà con, Điện lực Tân Thành, nay là Điện lực thị xã Phú Mỹ, thuộc Công ty Điện lực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trả lời như sau. Tuyến đường dây điện mà bà con phản ánh được xây dựng từ năm 1993, đến nay có sửa chữa nâng cấp một lần vào năm 2008, vẫn giữ nguyên hướng tuyến theo mốc lộ giới ban đầu. Mặt khác, căn cứ vào hiện trạng thực tế hiện nay, tuyến đường này không thể di dời ra phía ngoài vì vi phạm hành lang an toàn đường bộ và phải có sự cho phép của Cục Quản lý Đường bộ. Từ những căn cứ nêu trên, việc những hộ dân đề nghị ngành điện di dời hướng tuyến các cột điện đã được xây dựng từ năm 1993 là không có cơ sở. Vậy Điện lực Tân Thành, Điện lực thị xã Phú Mỹ trả lời để bà con được rõ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần phúc đáp đơn thư của bà con từ phía các cơ quan chức năng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây, chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin tạm dừng. Chương trình được phát sóng vào lúc 16 giờ 40 phút Chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mọi thắc mắc khiếu nại khi gửi đơn thư về chương trình hộp thư truyền hình, quý vị liên hệ qua địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hoặc điện thoại số 02543-636-666. Trong đơn thư thắc mắc khiếu nại khi gửi về đài, quý vị ghi rõ số điện thoại, địa chỉ để chúng tôi có thể liên lạc và trao đổi thêm những thông tin trong quá trình giải quyết. Xin thân ái chào tạm biệt.